Chứng nhìn cái mặt nó thấy thảm luôn á. Ui. Nè, ghê. Ủa tưởng bị ấy chứ. Kinh dành giường với khách luôn đó trời. Thấy nhiều lắm, đâu rồi trời, nó trốn đi đâu hết rồi trời. Đụng tay lên mặt thấy là không thấy thì đâu hết rồi đó. Chỗ này nó có cỏ đâu. Ai lời có ai lúc bị chửi không? Có gì đâu anh gì, em nghĩ là anh gì nữa đó. Mình nói. Thì cái chỗ này nó có một đầu, không nhảy lên đây. Chị là muốn nói chuyện không ngờ bị chửi hả? Chị căng thẳng quá. Noel ơi.
một thẩm mỹ thì phải chấp nhận rủi ro. Chưa đúng cuộc đời. Người ta nói chưa? Sữa hỏng là như mít ta xui đến cỡ nào vậy đó. Ý chị đang bảo lỡ manh sữa nó hỏng á, hiểu không? Dạy xui đi. Thầy lại không thấy gì luôn, chị gọi ơi. Lọt anh hoài. Đạp cho mùi mày phát rất 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 rồi đấy luôn đấy. Ủa chứ hôm nãy giờ chị theo em. Phải là chị nghe có hai nào né né nha em xíu không? Né kiểu gì? Kêu em né ra để cho nó quay. Né ra một xíu nhưng mà kêu né hết chị này. Không, chị mà đừng để em đi banh nha. Yeah.
Nó đưa đèn to vậy mà. Chứ còn mấy bộ chưa cưới ha. Ý là tại vì hai cái bộ nó chia ra cho hai đứa nhau phụ cấp nên là nó một cái hạt sai. Tại vì con bé My thì nó hạt sai đúng, còn con bé Trâm á thì nó hạt sai, nó hạt sai cho mình là ký bằng cái hình, nó phải ký bằng cái bộ cần. Nên là xong sau đó anh không chịu, anh đòi là hạt sai giống như là cái kỳ trước đi làm đi tụ cần thôi, nên nó chưa có điều phó lại. Thì bây giờ là còn một bộ nha đam với lại một bộ trân châu điện đúng không?
kiếm những cái trải nghiệm thu online là sao rồi? Có cái bộ nào là hợp đồng không? Có cái bộ nha đam nào là hợp đồng không? Em mình còn mấy cục chai luôn đó Hiệu. Dạ. Sợ nó còn cứng luôn đó. Da thì khỏe rồi mà còn chai đây. Yeah.
vai nào, đưa tay đây nào, mở chứ mà.